không chỉ là ước mơ của con mà là ước mơ của toàn đội và của cả cầu thủ nữ và tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sau khi mà giành được cái tấm vé dự World Cup, toàn đội đã bắt đầu vào một hành trình tập luyện vô cùng nghiêm túc, vì tụi con biết rằng vinh quang kèm với trách nhiệm và sự tin yêu và kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là rất lớn. Đây cũng chính là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất mà bóng đá nữ Việt Nam đã làm được. Con cũng xin trân trọng cảm ơn các thế hệ cầu thủ nữ, từ thời các cô, các chị và cho đến các em bây giờ. Từ những lúc khó khăn nhất, gian nan nhất và đến ngày hôm nay đã đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm thế giới. Chặng đường nào thì cũng đầy những gian nan, những khó khăn và những thử thách. Nhưng mà không sao cả, bởi vì bóng đá nữ bây giờ luôn có sự yêu thương của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Toàn đội cũng xin hứa là quyết tâm và nỗ lực thật tốt để cùng nhau mang về những điều tuyệt vời nhất dành đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang New Zealand vào ngày 5 tháng 7. Tại đây, đoàn quân áo đỏ sẽ thi đấu thêm 2 trận giao hữu gặp đội chủ nhà New Zealand và đội tuyển nữ Tây Ban Nha.